Mình chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi bẫy chim sâu đầu đỏ cho mọi người. Có ở đây có con cặp sâu đầu đỏ già dữ lắm. Già rừng. Mọi người xem nha, nó đá rất là dữ á. Đây mình đưa gần để cho mọi người xem.